Thế nào rồi, các nhân viên cũng sẽ chỉ rõ cô. Sao cô nhất định phải đi làm ở công ty này? Nếu như mà nói thẳng ra, vợ chồng cô nên cô đâu cần phải lo lắng gì nữa. Cô nói gì vậy hả? Chồng cô đã biện thủ bao nhiêu vậy? Biện thủ cái gì chứ? Ai cũng biết hết rồi mà. Ít nhất cũng phải mấy trăm triệu luôn đó. Quá, wow, thiệt vậy sao? Chắc vậy ha. Dạ. Trời ơi, chị không sao chứ? Chị không sao chứ? Ta làm vậy vậy hả? Cô bị điên hả? Ta là sao? Nếu sai thì về nhà lăn ra mà ngủ đi. Sao lỗ mãn như vậy? Lỗ mãn hả? Mấy đứa bay mới là những kẻ đay nghiến người khác trước đó ha. Mấy đứa hả? Cô đang nói tụi tôi sao? Đúng là không thể nào giao thiệp với mấy loại vô học như vậy. Đi thôi, đi về thôi. Đi thôi. Đi đi, đi về. Đi đâu? Hả? Muốn đi đâu hả? Mỗi một người là một cú đó. Cô nói gì hả? Phải bị đánh một cú này thì mới được thông qua. Cái gì? Trước khi bị đánh một cú này thì không ai được đi. Cô đúng là đồ du côn mà. Tôi không phải du côn ha. Tôi là máy đánh người siêu cấp vô địch đó. Mẹ, đừng mà. Dừng lại đi. Quay lại đi. Mấy người coi chừng tôi đó. Ai? Dạ. Chạy đi. Mau lên. Ghê quá. Cô ta bị sao vậy? Dọn dụng đi lẹ lên. Cô ta bị điên rồi. Phải đó. Điên rồi sao? Như vậy mà ngủ cũng được nữa. Thưa ký Goma. Thưa ký Goma. Mau dậy đi, thưa ký Goma. Phải về nhà rồi, thưa ký Goma. Trời ơi, thưa ký Goma. Trời ơi, tỉnh dậy đi, hả? Sao bây giờ mới tới? Em đã đợi anh lâu biết bao. Cô đợi tôi sao? Anh nói là anh đi công tác mà. Em đã nhớ anh nhiều lắm. Anh ơi. Đang nói mớ mà. Trong tình cảnh này mà cô cũng ngủ được hả? Cô không bận tâm chị hết rồi. Nhìn cách cô ngủ cũng giống John Mu lắm. Thưa ký Goma. Vậy mau đi thưa ký Goma. Tới nơi rồi. Anh à, để tôi lo cho. Hả? Chắc là hôm nay cô ấy uống hơi nhiều một chút. Cảm ơn anh đã đưa cô ấy về nha. Dạ. Túi xách. Dạ, xin phép. Sao anh ta lại cảm ơn? Càng nghĩ càng thấy tức mà.
Trời ơi, nè. Em ấy sao mà uống nhiều rượu quá vậy chứ? Có chuyện gì buồn lòng xảy ra ở chỗ làm rồi sao? Chắc là có tiệc. Chắc là mỗi người mời một ly mà quấy không từ chối được nên mới uống nhiều như vậy. Có uống thì cũng phải uống vừa thôi, như vậy hại sức khỏe lắm. Thôi cứ để mấy ngủ đi là tốt nhất đó. Nè, ra ngoài thôi. John Moore nó dậy rồi. Để em qua xem sao. Sao mẹ thằng nhỏ lại uống nhiều rượu tới mức bất tỉnh nhân sự như vậy chứ? Mai cô phải mắng cho nó một trận mới được. Nghe nói hôm nay ở công ty có tiệc liên quan. Đi làm ở tập đoàn đó thì con bé sẽ tìm được gì? Là vì cái chết của bà John Moore mà con bé mới muốn đến đó để tìm ra sự thật thôi. Ơi, bọn họ là những người như thế nào chứ? Trời đất ơi, cứ như vậy thì chỉ có con bé bị tổn thương. Cô chủ ơi, đây là tiền bán bánh mì à? Sao con lại đưa nó cho cô? Nhờ có cô khuyên nhủ và các thành viên của nhà trọ Thiên Đường đến phủ bán mà cô. Nên đương nhiên là con phải chia ra rồi. Bộ con chỉ bán ngày hôm nay thôi sao? Dạ không phải, ngày nào con cũng sẽ ra ngoài để bán. Vậy con phải dùng để chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai để bán chứ. Nhưng mà dù sao các thành viên ở đây... Con không được nói linh tinh nữa, hai đứa phải lo để dành tiền. Đâu phải hai đứa sẽ bán ở ngoài đường như vậy hoài đâu. Như vậy thì... chuyện hai đứa con định về quê coi như là xí xóa hết đi, có đúng không? Dạ đúng như vậy. Mau lo chuẩn bị để ngày mai bán đi. Dạ con cảm ơn cô nhiều quá. Dạ con cảm ơn cô. Con về rồi đây. Ồ. Cậu về rồi à? Con về trễ vậy? Dạ, hôm nay là ngày con có tiết học về kinh doanh à. Em đã khóa cửa cổng rồi nha. Nhưng mà Ơn Chi vẫn chưa về nhà. Hả? Nghe nói là cô ấy đi cắm trại với Richard rồi đó. Richard sao? Ôi trời ơi, đã cháy đen hết mất rồi. Lâu lắm rồi anh mới nướng thịt mà. Em thường không thích thịt lắm đâu. Chúng ta ăn cơm với rau đi, ăn uống lành mạnh. Thật vậy hả? Được thôi được thôi, cơm đã chín chưa vậy? Hình như đã chín rồi đó. Có mùi khét rồi đó. Do mùi thịt cháy tỏa ra cho nên là không ngửi được mùi cơm cũng bị cháy. Không phải làm sao đây? Bây giờ cũng đã trễ rồi, chúng ta cứ ăn đơn giản là được rồi. Chúng ta cứ ăn rau tươi cũng được mà, kiểu như người ăn chay vậy đó. Ăn chay sao? Cũng được. Nè. Rất là tươi đó anh. Nào. Ô trời, ngọt quá đi. Em đã trực tiếp đi lựa mua ớt xanh này ở siêu thị đó. Quả nhiên mắt nhìn của em thật là tuyệt nha. Anh ăn thử lá dừng và rau xà lách này đi. Nè. Em xin lỗi, do em không quen nấu cơm ở ngoài trời như vậy. Anh đâu có ý nghĩ kêu Ơn Chi phải làm chuyện bếp núc đâu chứ. Em không cần thấy có lỗi đâu. Cảm ơn anh vì đã nói như vậy. Thật lòng, chuyện đi cắm trại như này, em không ngờ anh lại có những suy nghĩ trẻ trung như vậy đó. Hôm nay em rất là cảm động. Chỉ cần Ơn Chi cảm thấy hạnh phúc hả, thì anh trở thành ông già đi cắm trại cũng được mà. Anh đã nói rồi, tâm hồn anh mới chỉ ở tuổi 16 thanh xuân mà thôi. Vậy em không gọi anh bằng chú nữa mà em gọi anh được không? Em nói có thật không? Anh Quang San. Chà, ở độ tuổi này mà còn được nghe em gọi tiếng Anh ngọt ngào vậy, đúng là mọi cực khổ đều tan biến hết đó. Cảm ơn em nha Ơn Chi. Chúng ta mau ăn xong rồi đốt lửa ngẩn ngơ đi. Cái đó là gì? Chúng ta hãy nhìn lửa cháy rồi ngồi ngẩn ngơ. Ôi trời, anh chưa kịp cập nhật chuyện đốt lửa ngẩn ngơ này đó. Được thôi, chúng ta mau ăn tối đi rồi ngồi đốt lửa ngẩn ngơ nha. Nè anh à. Ngon quá, tuyệt vời. Con dâu lớn. Ôi trời. Phòng số 5,
dạng số lạ mà thôi. Tuyệt quá! Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, vui lòng để lại lời nhắn. Ba lại tắt điện thoại rồi. Tài xế Kim đã nói ba trực tiếp lái xe cắm trại nữa. Sao đột nhiên ba lại làm vậy chứ? Rõ ràng là có chuyện vô cùng bất thường và vô cùng khủng khiếp ở đây. Bất thường và khủng khiếp sao? Ba nói đến phí phụng dưỡng là nghi rồi. Tại sao ba lại để ý đến chúng ta và thể hiện thái độ thị uy như vậy? Hình như là có chuyện gì đó nên ba mới như vậy. Đúng. Nếu vậy thì... Những điều em nghĩ là đúng đó. Rốt cuộc là cô gái nào vậy? Khi ba đã trực tiếp lái xe cắm trại như vậy, chứng tỏ ba đã say đắm vô cùng. Điều này cho thấy cô gái này không tầm thường chút nào. Nói vậy là chúng ta từng tuổi này rồi mà vẫn phải sống với mẹ chồng hay sao? Chỉ sống với ba chồng thôi cũng đủ phát điên rồi. Bây giờ đến mẹ chồng. Chị không làm được đâu. Chị tuyệt đối không. Dù phải chết đi nữa thì em cũng không làm được đâu.